một trang trại quy mô với hàng nghìn con gà đen lai chọi. Loại gà thương phẩm này đang được bán giá cao trên thị trường. Tính sơ nếu buôn bán lứa gà này, chủ trang trại cũng thu về hàng trăm triệu đồng. Ít ai biết rằng chủ của trang trại giá trị này đã từng là hộ nghèo của xã Phong Điền, huyện Bảo Thắng. Tuy nhiên, nhờ đổi mới cách nghĩ, cách làm, gia đình chị Lại Thị Tuyết thôn Cóc Tòng, xã Phong Niên đã tập trung vào đầu tư nuôi gà đen lai chọi. Hiện chị đã thoát nghèo và có nguồn thu nhập khá. Nhờ bên gia đình, bên ngân hàng chính sách ấy, cho vay tiền ấy, xong về gia đình mạnh dạn để đầu tư vào con gà để chợ để thoát nghèo. Em 1.000 con, bắt đầu em nuôi là 1.000 con ạ. Xong dần dần em mạnh dạn có vốn rồi thì bắt đầu em mới làm 2.000 con đến 3.000, hiện nay 3.000 con. Có được nguồn thu nhập ổn định như thế này là do quá trình sản xuất chăn nuôi. Gia đình chị Tuyết đã liên kết chặt chẽ với các đơn vị cung ứng trên địa bàn huyện, chủ động trong sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, gia đình chị còn kết hợp chăn nuôi lợn, phát triển cây ăn quả, trồng rừng, hạn chế được rủi ro từ thị trường. Chị cho biết với nguồn thu nhập như hiện nay, không chỉ tạo điều kiện cho con ăn học, nâng cao đời sống mọi mặt, dự kiến sang năm, gia đình chị sẽ xây được căn nhà mới khang trang. Cách gia đình chị Tuyết không xa, hộ gia đình chị Lại Thị Nụ thôn Cốc Tòng, xã Phong Niên, bằng nghị lực của hai vợ chồng cùng với sự động viên giúp đỡ của cộng đồng đã vươn lên thoát nghèo ngay từ những giống vật nuôi truyền thống. Làm ăn cái năm 2002 đến 2004 ấy, là kiểu là em trồng gốc với lại làm ăn cứ thua lỗ thì lúc hai vợ chồng cũng chán nản lắm. Nhiều lúc cũng thấy nó khó khăn mà mới là riêng vốn không có cứ đi vay xong còn lãi nó nợ chồng chất lên đi. Nhưng mà nhiều lúc xem tivi với lại các thôn với các ban ngành đoàn thể vào ống động viên đi. Em nhìn thấy hoàn cảnh nhiều gia đình nó còn khó khăn vất vả hơn mình nhiều, người ta vẫn cố gắng ấy. Hôm nay mình vẫn còn khỏe mạnh mà còn trẻ thì mình vẫn phải phấn đấu. Được sự hỗ trợ của bên hội chăn nuôi với lại bên hội nông dân các thứ là bọn em vay vốn về để mua thêm trâu với lại lợn gà thì từ năm đấy là kiểu là nó sinh nhai nhở ra là nó. À, hiện tại bây giờ thì nhà em thì còn 8 con trâu và vừa trâu sinh sản vừa trâu lấy thịt. Còn dê là 45 con. Còn gà thì 2.000 con. Cá thì một năm thì em thả chắc tầm nó rơi vào cả cá tạp cả cá chấm là 1.000 con nữa. Thì bên lợn thì cũng 3-40 con, bây giờ tầm 3-40 con ạ. Cách phát triển kinh tế thoát nghèo, vươn lên làm giàu của gia đình chị Nụ, chị Tuyết, thôn Cốc Tòng chỉ là hai trong số rất nhiều hộ gia đình của xã Phong Niên trong thời gian qua đã biết tranh thủ sự quan tâm của nhà nước cho vay vốn, đầu tư sản xuất phù hợp với điều kiện gia đình và lợi thế của địa phương. Kết quả này cũng đã phản ánh nỗ lực của chính quyền và cơ quan đoàn thể trong việc đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân. Trong những tháng đầu năm 2018, xã đã tiếp tục tổ chức lồng ghép với buổi tuyên vận, họp thôn, sinh hoạt đoàn thể và trên các cụm loa đài tuyên truyền về chính sách cho các hộ nghèo đa chiều và nghèo thu nhập. Thực hiện tốt việc theo dõi đánh giá các mô hình hoạt động khuyến nông, tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi ong, kỹ thuật chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại mạ và một số cây trồng khác cho người dân. Đồng thời xây dựng được 2 mô hình cho 68 hộ tham gia. Trong đó mô hình nuôi ong mật chất lượng cao năm 2018 cho 5 hộ tham gia thực hiện tại 2 thôn, thôn Xả Hồ và thôn Cốc Sâm Ba. Mô hình ngô lai thực hiện tại thôn Tân Hồ là 63 hộ với diện tích 0,5 hecta, dự kiến đến ngày 15 tháng 7 năm 2018 thu hoạch. Công tác khuyến nông, khuyến lâm đã được triển khai tích cực thông qua nhiều biện pháp. Các hoạt động chỉ đạo sản xuất nông nghiệp luôn có sự đổi mới để phù hợp với trình độ nhận thức của người dân. Khuyến nông hoạt động hiệu quả đã góp phần nâng cao năng suất sản lượng cây trồng. Chúng tôi vận động nhân dân nó bằng nhiều hình thức và tức là cầm tay chỉ việc. Có những cái mô hình ở tại thôn rồi là chúng tôi là dẫn những cái hộ nghèo đấy đến những cái hộ bên cạnh đấy xem người ta làm được như vậy thì mình là lên học tập. Thế và khi mà họ là bản gia đình là không có vốn thì là hội nông dân nên là đứng ra tiến chấp với ngân hàng chính sách để cho họ vay vốn để mà lấy vốn làm ăn. Thế là từ những cái đồng vốn đấy thì hướng dẫn kỹ thuật, tức là nhờ cả khuyến nông nữa về là tập huấn các cái lớp chăn nuôi để cho nhân dân học tập kinh nghiệm và rút kinh nghiệm để làm phát triển kinh tế gia đình. Từ đó là những cái hộ đó là có nguồn lực rồi là họ cứ vươn lên là họ sẵn như vậy là họ cứ thế họ làm là
về cái kết quả, về cái thu nhập của họ là nó ổn định, nên là về cái đã thoát, họ một số hộ là thoát nghèo là bây giờ là họ vươn lên còn thành hộ giàu rồi, nên là về cái giảm nghèo là nó rất chỉ là bền vững. Về cái chiều sâu trong cái công tác giảm nghèo bền vững ấy, thì những cái hộ mà thoát nghèo rồi là họ có những cái mô hình làm thì tức là thu nhập là rất chỉ là ổn định đấy. Và từ cái thu nhập ổn định đấy là cái độ thoát nghèo này nó sẽ được lâu dài và bền vững, không tái nghèo nữa. Những hộ đã thoát là không tái nghèo nữa. Đối với tiêu chí thu nhập liên quan đến việc thực hiện cái công tác giảm nghèo bền vững thì hết tháng 4 năm 2018 chúng tôi đã tổ chức đánh giá là chúng tôi đã đạt ở dưới mức 12%. Cụ thể là 11,6% là tỷ lệ hộ nghèo. Thì để mà duy trì cũng như là tiếp tục giảm nghèo bền vững trong cái thời gian tới về tiêu chí này, thì đối với chính quyền địa phương chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh các cái chương trình dự án phát triển kinh tế tại địa phương, và đặc biệt đó là sẽ tập trung vào các cái lĩnh vực phát triển nông lâm nghiệp thế mạnh của địa phương như là cây ăn quả, rồi thì trồng rừng, chăn nuôi, và kết hợp đó là tập trung vào các cái cơ sở sản xuất chế biến hàng hóa lớn để góp phần giải quyết việc làm, đem lại thu nhập cho người dân. Có thể thấy với những giải pháp đa dạng và cách làm phù hợp, công tác giảm nghèo trên địa bàn xã Phong Niên đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao mức sống của người dân. Kết quả này thể hiện rõ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và ước nguyện thoát nghèo, vươn lên làm giàu của chính người dân đã trở thành động lực giúp các hộ nghèo càng nêu cao quyết tâm trong phát triển kinh tế hộ gia đình, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững trong toàn tỉnh. Các cái nhiệm vụ và cái giải pháp mà tập trung chủ yếu đó là cái huy động cả cái hệ thống chính trị vào cái việc tuyên truyền, vận động để thay đổi cái nhận thức của người dân. Tập trung cái nguồn lực để đầu tư cho cái cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là cái đường giao thông, rồi y tế, giáo dục, rồi cấp nước sinh hoạt và thông tin, để tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận được với các cái dịch vụ xã hội, rồi hỗ trợ phát triển sản xuất theo cái hướng là có điều kiện. Trước đây thì chúng ta là thường là các cái chính sách là cho không là nhiều, nhưng trong cái giai đoạn này thì hướng tới cái việc là chúng ta cho vay có điều kiện, giảm cho không, sau đó để giúp cho người dân mà không trông chờ ỷ lại vào cái chính sách hỗ trợ của nhà nước, và người dân chủ động vươn lên để thoát nghèo. Thì với những cái giải pháp như vậy thì cái kết quả giảm nghèo trong thời gian qua đạt được nhiều cái kết quả quan trọng. Tỷ lệ giảm nghèo bình quân hàng năm thì đạt được trên 6%. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của chính quyền địa phương và nhân dân về giảm nghèo bền vững, thời gian tới, Lào Cai tiếp tục tập trung phát huy sự chủ động sáng tạo của mỗi người dân trong phát triển kinh tế gia đình, từ đó góp phần vào thực hiện hiệu quả đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020.